Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái chủ đề 4, đó chính là về phần tốc độ, đúng không nào? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ quay tiếp cho em ở chủ đề 5. Ở trong chủ đề 4 ấy, thì có công thức và bài tập tính toán số liệu rất là nhiều. Nhưng trong cái chủ đề 5 này á, chủ yếu là lý thuyết em. Ít có công thức và ít có bài tập cái sự tính toán. Nên thầy sẽ in sẵn những cái câu trả lời khi nào mà cần thiết thì thầy sẽ ghi ra. Còn không là thầy sẽ đưa cái đáp án trước có sẵn để mà chúng ta có thể ghi chép cho em nha. Thầy sẽ giảng trước cho em yên tâm chứ không phải đùng đùng đưa ra cái đáp án đâu. Rồi, ở trong cái chủ đề năm này nó gồm có 3 bài. Bài 9, bài 10 và bài 11. Đó nè. Học âm thanh xong chuyển sang ánh sáng em nha. Ta đi sang bài số 9, đó chính là sự truyền âm. Sự truyền âm thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần câu hỏi khởi động em nha. Tiếng chim hót, tiếng cười, tiếng đàn, tiếng hát là những âm thanh nghĩa là chúng ta, tại sao chúng ta biết được đó là những âm thanh? Tại vì chúng ta nghe được, ta cảm nhận được. Ví dụ người ta nói to hay nói nhỏ, dù hát cái loa kiểu kéo, ở quê em có cái loa kiểu kéo em, ở chỗ thầy thì hát cũng rất là nhiều em. Nói chung là tiếng đàn, tiếng hát thì rất là vui rồi, nhưng mà ở một cái gọi là mức nhất định thôi, chứ mà nhiều quá thì đâm ra nó lại thực sự là nó gây náo loạn và nó gây tiếng ồn em, và nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe con người chúng ta, gọi là tiếng ồn á. Âm thanh cung cấp thông tin về sự kiện diễn ra xung quanh chúng ta, ví dụ đêm nhạc hội hay là nhạc nước hay gì đó. Âm thanh còn gọi được là âm hay là sóng âm truyền đi như thế nào. Thì ở đây là truyền, ở đây á là nó sẽ là có sự giác ném và giãn. Ném như là ném giãn không khí, tức là cái âm thanh này nó đã truyền đi ở trong không khí và đến tai ta, và chúng ta sẽ nghe được những âm thanh đó, đúng không? Ví dụ như chúng ta đứng ở một người ở vị trí A, một người vị trí B nói với nhau vẫn nghe, nghĩa là âm thanh từ miệng của người này phát ra sẽ truyền trong không khí. Và truyền, tại sao truyền được trong không khí? Nghĩa là trong không khí thì nó sẽ giãn và nén lại, và truyền với một cái tần số, gọi tần số dao động tới cái màng nhĩ tai chúng ta và giúp cho chúng ta sẽ nghe được. Em hiểu chưa? Thì cái câu hỏi khởi động thì thầy đã chuẩn bị cho em đây. Thấy chưa? Đây đây. Ok. Nha, chúng ta thầy ghi chép vô. Rồi. Tiếp tục. Ta đi sang phần 1, sự truyền âm trong không khí. 1, tạo sóng âm. Tạo sóng âm. Chúng ta khi gõ trống này, gãy đàn hay dùng búa cao su đập nhẹ vào một nhánh của âm thoa. Âm thoa là cái này nè em này. Trên phòng thí nghiệm ta âm thoa rất là nhiều. Vật nói bằng vật lý âm thoa rất là nhiều rồi. Trống thì biết rồi, đàn guitar âm thoa này. Âm thoa thì nó sẽ có hai nhánh. Em hiểu nè. Như vậy thì ở đây chúng ta, người ở gần đó có thể nghe được âm do trống, đàn hay âm thoa phát ra. Như vậy thì vật phát ra âm được gọi là nguồn âm. Đầu tiên em ghi này, câu này vô trong vở nha. Thế nào là nguồn âm, ghi vô cho thầy. Được chưa? Khi phát ra âm, mặt trống, dây đàn và các nhánh âm thoa nó như thế nào? Nó đều rung động, gọi là tạo ra cái dao động nha. Để dao động, thầy lấy ví dụ này để thầy kiểm chứng cái sự dao động của em này. Ví dụ cái thứ của thầy đây, em thấy không? Cái thứ của thầy này, thầy sẽ cố định một đầu đây, thầy sẽ cố định. Bây giờ thầy sẽ dùng ngón tay này, thầy sẽ gãy. Em thấy không này? Em thấy không? Ví dụ ở vị trí ban đầu này, đây vị trí ban đầu này, nghĩa là không có dao động này, đây vị trí ban đầu này. Em có nghe tiếng động không? Không có nghe tiếng động. Nhưng khi thầy dùng ngón tay thầy gãy này, em thấy có nghe tiếng động không? Có. Đó, thấy không? Nghe cực đúng không? Đó, dao động đấy. Đó, nghĩa là dao động, nghĩa là cái vật này nó sẽ chuyển động xung quanh ở một vị trí công bằng, gọi là dao động. Và cái dao, chính cái dao động này nó phát ra âm thanh này. Em hiểu chưa? Hoặc là các em gãy cái dây đàn. Ở đây thầy lấy ví dụ dây xuông này. Em dây xu hình dung giống dây đàn đây này, ví dụ đây, thấy không? Tăng em nghe tăng không? Đó, nó đang dao động em, đó nó dao động nên nó tạo thành âm thanh tưng thấy chưa? Đó. Học thì nói chung ta những phần này nó thuộc về lý thuyết nên thầy phải đưa ra ví dụ nhiều để chúng ta nắm. Ta ghi thầy phần này vô nha. Hình 9.2 là ví dụ về sự rung động của các nhánh âm thoa và dây đàn khi phát ra âm. Nghĩa là khi đó các dây đàn nó sẽ tạo rung động, gọi là cái dao động. Âm thoa này cũng vậy, nghĩa là nó sẽ dao động xung quanh ở vị trí cân bằng O1 và O2 này. Được chưa nào? Rồi tiếp tục. Phần này các em ghi thầy chỗ nguồn âm là gì nhá. Vật phát ra âm gọi là
là nguồn âm, khi vắt âm mặt trống dây đàn, âm thoa đều có gì rung động hay là dao động ha. Rồi tiếp tục, người ta sự gọi cái sự rung động chuyển động qua lại vị trí công bằng như vậy, rung động gọi là dao động này. Kem ghim thầy dao động vô, thế là dao động, nãy thầy đã nhấn mạnh chỗ dao động rồi đúng không nào. Các ví dụ cỡ trên và rất nhiều hiện tượng khác đã chứng tỏ sóng âm phát ra từ các vật dao động có thể truyền qua không khí đến tai người ta nghe được. Đó. Nghe tai thì ví dụ tới tai chúng ta đó chính là tới màng nhĩ, tới cụ thể là tới màng nhĩ. Màng nhĩ thì nó làm rung cái cửa bầu, rồi đặc biệt là kích thích ở cái dây thần kinh số 8 em nha. Nếu mà nói về sinh học á, dây kinh số 8. Nè. Thì bây giờ ở đây chúng ta có này. Hình 9.3 này, một viên bi được treo ở đầu sợi dây nhẹ dao động như hình 9.3, vị trí công bằng của viên bi là vị trí nào? Đó nè, vị trí công bằng viên bi là vị trí nào? Như vậy thì chắc chắn là đây, các em hình dung là đây này, hay là cái đồng hồ con lắc các em, nó qua lại thì vị trí công bằng ở đó chính là anh A này, được chưa nè? Đó chính là A, đó chính là cái vị trí A này. Ta trả lời vô, xong, các em nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 2, sự truyền âm trong không khí. Dùng búa cao su đập nhẹ vào một nhánh của âm thoa, âm thanh phát ra truyền qua không khí đến tai người nghe. Rồi, ở hình minh họa này, nó gọi là nén và giãn. Hồi nãy thầy nói là hai từ này đúng không? Nén và giãn, nghĩa là nó sẽ tạo gần như các cái nguồn, cứ một anh nén, anh giãn kiểu như tạo thành các cái dao động. Đúng nào? Rồi, cái phần này em đọc thầy đi. Toàn là chữ không em, đọc rất là mệt. Phần này em có biết đây là màng nhĩ nào, nãy thầy nói này đó, truyền lên não cảm nhận, nghĩa là dây thần kinh số 8 lên não thì làm cho chúng ta này học về phần sinh học, nên thầy nghĩ các em nên đọc để chúng ta nắm thông tin nha. Như vậy khi di chuyển lại gần này, các âm to là nén, như nén và giãn này, có hai từ này chúng ta cần chú ý. Nên thằng này nén thì thằng này giãn, và nó sẽ xen kẽ với nhau. Giữa nén và giãn này nó sẽ xen kẽ với nhau em nha. Xen kẽ với nhau. Ok. Nó làm cho cái lớp không khí nén và giãn, và nó tới cái màng nhĩ chúng ta và làm cho chúng ta sẽ cảm nhận được âm thanh. Ok. Tiếp tục. Ta sẽ đi sang ở cái phần 2. Cái đấy mang tính chất giới thiệu thôi em. Sự truyền âm trong chất rắn và chất lỏng. Hồi nãy trong chất khí đúng không? Chất khí thì nhớ là nén và giãn các cái lớp không khí ha. Sóng âm đi truyền đi được chất lỏng và chất rắn, đặc biệt là trong chất rắn thì đó này, để chứng tỏ sóng âm truyền được trong rắn em có thể làm thí nghiệm liên thông. Trước khi làm thì chúng ta sẽ làm câu hỏi này trong thí nghiệm ở hình 9.6 là hình này này. Khi áp cốc vào tai của mình, bạn B nghe được tiếng nói của bạn A, âm đã truyền đến tai B như thế nào? Thì thầy nói với em là đây là một cái trò chơi mà ở thời kỳ 8X của thầy chơi rất là nhiều, thực sự là như thế. Thời đại bữa nay chúng ta đã có công nghệ thông tin rất phát triển rồi, gọi là điện thoại đấy. Trước đây cái thời kỳ thầy không có điện thoại đâu em. Hồi đó bố mẹ rồi cũng bày cho, rồi cũng lấy hai cái sợi chỉ em, gắn hai cái ống này, rồi một bạn đứng ở đầu của cái sân á, nghĩa là khoảng cách khoảng tầm 10, khoảng tầm ấy, khoảng tầm 6-7 mét gì đó. Sau đó nói, sau đó áp tai đây sẽ nghe được cái bạn kia nói. Chơi cũng hay, hồi nhỏ xíu, hồi nhỏ xíu, nên là thực sự đấy là một cái ký ức tuổi thơ em, cho bữa nay các em làm gì có kiểu đó nữa đúng không? Như vậy phần câu hỏi thì đây, câu trả lời của phần câu hỏi số 2 này. Âm thanh được truyền bằng ai? Bằng cách này, cách 1 là qua sợi dây nối giữa hai ống bơ, qua sợi dây này, qua cái khoảng không khí giữa hai bạn. Bỏ từ đây nha, do thầy thấy tên thầy đẹp quá, thầy ghi lên thành chữ Quang luôn. Qua thứ nhất là qua cái dây này, và thứ hai là qua không khí, có hai cách truyền, hiểu chưa? Hai cách truyền. Rồi ok, thì hai bạn cầm ở nhựa, bạn này nói thì bạn kia để tai và ngược lại, thì âm thứ nhất là truyền vào trong cái sợi chỉ này, và cái thứ hai đó chính là không khí nha. Vậy thôi. Ok, ta sẽ đi sang ở cái phần 2, đó chính là truyền âm trong chất lỏng. Ở đây người ta làm thí nghiệm cái này. Đặt cái đồng hồ có chuông đang reo
và một hộp nhựa trong và đậy kín nắp hộp. Nếu không đậy kín nắp hộp thì nước vào đây thì đồng hồ này hư ngay á. Treo hộp lơ lửng trong một bình nước và lắng tai nghe tiếng chuông đồng hồ phát ra thì chúng ta nghe. Như vậy trong thí nghiệm đồng hồ đã phát ra truyền tai và những cái chất gì? Đó, đó chính là qua cái gì các em? Thứ nhất là qua cái gì nè? Qua chất lỏng á, đó chính là nước nè. Rồi đến là chất gì? Chất rắn đó chính là thành bình. Thành bình bằng thủy tinh nè. Đúng không? Và qua gì? Tiếp tục là qua không khí. Đó, nó sẽ theo cái hướng này để đến tai chúng ta, không khí sau đó đến tai này. Đó. Từ cái hướng này nha, lỏng, rắn, không khí. Được chưa? Mặc dù nó ren ở trong nước nhưng ta vẫn nghe được. Được chưa? Thứ nhất là môi trường chất lỏng, thứ hai là cái mặt kính này là chất rắn, và thứ ba là nó vào trong không khí đến màng nhĩ của tai chúng ta sẽ nghe được nha anh em nha. Ta ghi này vô. Ok, tiếp tục. Tìm hiểu thêm. Treo một cái đồng hồ có cái chuông chạy bằng pin trong một bình thủy tinh tinh kín, cho chuông đồng hồ kêu rồi dùng máy bơm hút dòng không khí ra khỏi bình, nghĩa là chân không đấy, môi trường chân không các em. Khi không khí trong bình càng ít, tiếng chuông nghe càng nhỏ, đến khi trong bình gần hết thì gọi là môi trường chân không này. Các em lưu ý gọi môi trường chân không thì gần, nghĩa là gì? Ở đây người ta muốn làm thí nghiệm ở đây, nghĩa là trong môi trường chân không thì âm nó không truyền được. Sau đó nếu trong khí nào nghe được, kết quả thí nghiệm chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là gì nè? Âm truyền được trong nào? Trong không khí. Nhưng không truyền được. Nhưng không truyền được trong môi trường chân không. Nhớ chưa? Các em hiểu không? Đấy. Ok. Được chưa? Rồi. Rồi tiếp tục. Chúng ta sẽ đi sang phần vận dụng này. Hãy lấy một ví dụ chứng tỏ âm có thể truyền được cả trong chất khí, chất lỏng và chất rắn. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là khi mà cái tàu á, ở dưới đi thám hiểm á, trên biển người ta vẫn nghe được tiếng bầy cá heo ở dưới nước em. Tại vì từ bầy cá heo á, nó chỉ cái tiếng âm thanh của cá heo á thì nó truyền dưới nước lên cái vỏ cũng thường là bằng chất rắn, sau đó vào không khí. Là cái game ghi có thể lấy ví dụ là tiếng cá heo. Tiếng cá heo không? Khi các nhà du hành vũ trụ làm việc ở không gian vũ trụ gọi là môi trường chẳng không á, em hiểu nè, họ có cách nói chuyện với nhau bình thường như khi ở trên mặt đất được không? Tại sao? Được nghe. Hả? Không thể nào nói chuyện giống như trên mặt đất được. Tại vì đâu có truyền được trong cái môi trường chẳng không được. Không nói chuyện được. Mà người ta thường là phải có những cái bộ đàm. Hãy nghĩ là người ta phải có bộ đàm. Chứ tại vì trong chân không thì không truyền được âm thanh. Nhớ nha. Như vậy thì âm thanh nó chỉ truyền được trong môi trường rắn lỏng khí thôi. Trong môi trường chân không thì không truyền được. Nhớ lại như vậy. Đây. Vận dụng nè. Câu số 1 nè. Câu trả lời nha. Câu số 2. Được chưa? Câu số 2. Ok. Rồi. Nhớ nha. Như vậy môi trường truyền âm thì của chúng ta thì nó chỉ truyền được là rắn lỏng khí, còn chân không thì không truyền được em nha. Ta đọc thầy một em có biết. Dù như hồi xưa thì người ta có thể áp tai xuống mặt đất để người ta có thể nghe cái tiếng vó ngựa khi mà trong quá trình chiến tranh nghe đánh địch thì người ta những tiếng vó ngựa cách hàng km mà người ta đặt tai xuống người ta nghe để biết được là địch nó có tới hay chưa. Ví dụ người ta lấy một số ví dụ như vậy nha.
Trong hai quyển sách kia người ta đưa ra ví dụ nhiều em, còn trong quyển sách cánh diều này sao ví dụ rất là ít. Ta ghi thầy phần này vô. Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 10. Chúc em học tốt nha. Bye bye. Ok.